Xin chào tất cả các chị và các bạn, tôi là Ngô Khánh. Hiện tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và tôi đang quản lý tại khu vực Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Hôm nay tôi đang đứng tại khu vực đất của chị Mai. Thì đây là một khách hàng của chúng tôi ở xã Phú Long. Và khu nuôi của chị Mai hiện nay với diện tích là khoảng một mẫu đất và đang có 5 ao nuôi. Thì 5 ao nuôi này chỉ vì diện tích trung bình là từ 1.200 đến 1.300 mét vuông với độ sâu là khoảng 1.6 đến 1.7. Và hiện nay là 5 ao nuôi này thì đang có 4 ao đang là lót bạt mặt bờ đáy đất. Và hiện nay thì chị Mai đang gặp cái vấn đề về khó khăn về quy trình nuôi cũng như là về cách sử dụng thuốc như thế nào, quả trong quá trình nuôi gặp những vấn đề khó khăn nào. Thì chị Mai đang cũng là một người nuôi tôm lâu năm nhưng mà chị cũng đang muốn thay đổi cách và chị bắt đầu chị sử dụng 100% thuốc và cũng như là giống OBS. Thì khi mà sử dụng đó thì chị muốn theo quy trình công ty nên chị đã nhờ chúng tôi vào hỗ trợ cũng như là đầu tư cho chị về cái quy trình và hỗ trợ chị về cái vấn đề mà nhân viên chăm sóc như thế nào. Thì tại thị trường này đã có hai bạn, đó là bạn Đức và bạn Yến, đang hỗ trợ rất là tốt. Và hiện nay thì cái ao đìa của chị đang có trong quá trình chuẩn bị thì cái hai cái ao lắng, đây là chị có 4 cái ao nuôi và một cái ao lắng cuối, nhưng mà giờ chị chỉ đổi thành hai cái ao lắng này, hai nuôi thành hai cái ao lắng. Và bắt đầu chị sẽ giữ nước để cung cấp cho cái ao nuôi ở đây. Thì bạn thôi bạn quay giùm. Thì cái ao nuôi ở đây thì nó đang gặp một cái nhược điểm, đó là phèn rất là nhiều. Đấy thì chị anh chị bạn thấy không, đấy rất là khô ráo nhưng mà phèn rất là nhiều. Thì chúng ta phải xử lý ban đầu rất là kỹ. Và trong quá trình này thì mình sẽ góp ý chị Mai là đầu tư thêm hệ thống xi phong để cho nó sạch hơn, cũng như là gì tăng cường thêm là ba cái dàn quạt, ba cái dàn quạt chỉ là để gom cái hệ thống xi phong nó tốt hơn và hút ra triệt để hơn, và cũng như là hỗ trợ cho chị những cái máy móc như có thể là oxy thêm để gì tăng cường khả năng của tôm, để khả năng là gì một cái ao này chúng ta thả được từ 130 đến 150.000 con giống. Và đối với những cái ao nuôi ở này mình chuyển đổi thành ao lắng rồi thì đây là một cái nguồn nước. Thì một cái ao lắng đầu tiên là cái gì mình sẽ trữ là cái nguồn nước mặn, tại vì khu vực ở đây là khu vực nước ngọt thì cái nguồn nước mặn để dành cho tôm nó rất là quan trọng. Thì cái độ mặn mà có thể những cái mùa mưa này thì độ mặn nó khoảng chừng 0/1000 thôi, nên chúng ta buộc phải trữ cái nguồn nước mặn. Khi mà cái cơn nước mà cái nguồn nước mặn hiện nay đang cống ba lai đang xả nước ra thì cái độ mặn giảm rất là nhiều. Và có thể là chị sẽ hỗ trợ thêm một cây giếng đến hai cây giếng, thì cái giếng nó khoảng chừng 90. Thì đây là một cái ao nuôi đã được OBS đầu tư. Thì các anh chị các bạn tại khu vực xã Phú Long muốn OBS tham gia và hỗ trợ các anh chị các bạn thì có thể liên hệ qua tôi qua số điện thoại 0933116998. Khánh xin chào, hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong video clip tiếp theo. Trong những video tiếp theo thì có những bạn Khôi, bạn Đức sẽ giới thiệu các anh chị các bạn cách thiết kế lắp đặt oxy như thế nào, ốc dàn quạt như thế nào, xi phong như thế nào để cho nó hiệu quả hơn, và cũng như là gì tư vấn thả giống như thế nào. Và trong quá trình thả giống thì có nhiều cách để làm về giống như là quy trình thả giống nè, xuống giống và chăm sóc tôm 10 ngày đầu tiên, 20 ngày đầu tiên. Thì những bạn đó sẽ chia sẻ. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.